Ronaldo chính thức lên tiếng vụ chiếc thẻ đỏ đáng hổ thẹn. Cristiano Ronaldo lên tiếng phủ nhận mọi hành vi xấu và tin rằng chiếc thẻ đỏ anh nhận ở phút 86 trận câu lạc bộ Al-Nassr thua Al-Hilal với tỷ số 1-2 ngày 9 tháng 4 tại bán kết giải siêu cúp Ả Rập Xê Út là không đáng. Theo đó, cuối tuần qua, Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út SAFF đã yêu cầu Ronaldo giải trình về việc đã thúc cùi chỏ vào đối thủ đến 2 lần khiến bị phạt thẻ đỏ. Tiếp đó, anh còn có hành động dùng nắm đấm đe dọa trọng tài. Danh thủ 39 tuổi người Bồ Đào Nha đang đối mặt án phạt bị cấm thi đấu 2 trận liên tiếp và phạt tiền. Tuy nhiên, trong báo cáo phản hồi mới đây, câu lạc bộ Al-Nassr trích lời giải trình của Ronaldo đã phủ nhận mọi hành vi xấu và đáng xấu hổ, cũng như tin rằng chiếc thẻ đỏ là không xứng đáng. Ronaldo chỉ đơn giản là cố gắng giành quả bóng và đưa bóng vào cuộc nhanh nhất có thể. Ronaldo đã dùng cùi chỏ 2 lần để chỉ đẩy đối thủ ra xa khi anh ta cố gắng ngăn cản quả ném biên nhanh. Do đó, đây chỉ là phản ứng phù hợp và không đáng để bị phạt thẻ đỏ, thông báo của câu lạc bộ Al-Nassr cho biết. Trong khi đó, theo tờ Marca, Tây Ban Nha, bất chấp lời bào chữa của câu lạc bộ Al-Nassr, những hành động của Ronaldo đều diễn ra trước ống kính truyền hình. Qua đó cho thấy Ronaldo đã cố tình thúc cùi chỏ vào đối thủ và diễn ra đến 2 lần. Cũng cần lưu ý thêm, trọng tài Mohamed Al-Huwais đã gửi bản báo cáo trận đấu và cho rằng Ronaldo đã có hành vi đáng hổ thẹn sau khi dùng cùi chỏ với lực quá mạnh đánh vào hậu vệ Ali Al-Bulayhi của câu lạc bộ Al-Hilal. Tiếp đó, việc Ronaldo giơ nắm đấm đe dọa trọng tài cũng là hành vi xấu, đáng bị chỉ trích. Theo quy định kỷ luật của SAFF, những cầu thủ có hành vi đáng hổ thẹn sẽ bị phạt cấm thi đấu 2 trận cùng số tiền khoảng 5.331 đô la Mỹ, hơn 133 triệu đồng. Hiện câu lạc bộ Al-Nassr và Ronaldo sau giải trình phủ nhận mọi hành vi xấu sẽ chờ đợi Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức của SAFF ra thông báo xử phạt hay không ngay trong tuần này. Ở các trận sắp tới, câu lạc bộ Al-Nassr và Ronaldo sẽ gặp đối thủ Al-Fayha ngày 19 tháng 4 và gặp Al-Khalij ngày 28 tháng 4 tại giải Saudi Pro League.